Chiến đấu nhá. Bắt đầu, let's go. Luyện phản xạ hóa học. Sáng sớm luyện não. Hôm nay sẽ là cái đề đầu tiên. Luyện phản xạ hóa học, đề số 01 trong chuỗi sáng sớm luyện não của chúng ta. Luyện phản xạ là phải giải thật nhanh. Ta có câu 1 công thức của etinacetat. Câu 1 công thức của etinacetat. Nhanh các em nhá. Bây giờ các bạn thi với thầy nhá. Bạn nào comment nhanh hơn thầy nhá. Công thức của etinacetat. Etin acetat đáp án đúng đáp án A. Etin acetat. Câu 2. Aldehyde acetic có công thức là. Aldehyde acetic có công thức là CH3CHO. Câu 3. Dung dịch chất nào sau đây làm quỷ tím chuyển sang màu xanh? Các bạn lưu ý á. Để quỷ chuyển sang màu xanh thì nó phải có tính gì? Nó phải có tính bazơ. Đáp án đúng là đáp án C. NaOH. Câu 4. Este nào sau đây sử dụng để điều chế thủy tinh hữu cơ plexiglass? Este nào sau đây được sử dụng để điều chế thủy tinh hữu cơ plexiglass? Gì ạ? Metin mesh acrylate nhá. Metin mesh acrylate. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 5. Phản ứng nào xảy ra ở catốt? Trong quá trình điện phân MgCl2 nóng chảy. Đấy, các bạn lưu ý nha. Điện phân MgCl2 nóng chảy là gì? Là anh MgCl2 điện phân nóng chảy để tạo thành Mg cộng CL2. Mg dương 2 về Mg0. Mg dương 2 mà về Mg0 ấy, thì nó thể hiện là tính oxy hóa đúng không? Tương ương với lại là gì ạ? Sự khử nhá. Vậy ca tốt là sự khử ion Mg2 cộng. Vậy đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Đáp án C các em nhá. 5C, thầy chào Quang Minh. Câu 6 ạ. Khí SO2 sinh ra từ việc đốt các nguyên liệu hóa thạch quặng sunfua là một trong các chất gây ô nhiễm môi trường. Vì SO2 là một trong những nguyên nhân gây hiện tượng gì? Thì hiện tượng mưa axit. Đừng bạn nào chọn hiệu ứng nhà kính nhá. Hiệu ứng nhà kính thì nhớ thầy nó là CO2. Đúng không ạ? Câu số 7. Sắt tác dụng dung dịch H2O4 loãng dư thu được chất. Trong đó sắt có số là sắt tác dụng H4 loãng dư. Thì Fe tác dụng H4 loãng dư ấy, thì chúng ta sẽ thu được Fe dương 2. Đúng không? Vậy đáp án đúng là đáp án A. Câu 8. Câu 8 ạ. Câu 8 nào. Các bạn chọn câu 8 đáp án gì ạ? Câu 8 ạ. Cho dãy các kim loại, số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch FeCl3. Số kim loại trong dãy mà lại phản ứng được với FeCl3 có nghĩa tác dụng được với sắt 3 cộng. Khi nào 3 cần, đúng chưa? Thì 3 chắc chắn là có tác dụng rồi. Mua chắc chắn có. Áo giáp sắt nên NI có. Sang phố hỏi cửa CU có. Đúng chưa? Chỉ một AG là không. Vậy trong này chúng ta sẽ có 4 anh nhá. Vậy câu 8 của chúng ta đáp án chính xác. Câu 8 của chúng ta đáp án chính xác là đáp án gì ạ? 4 anh chứ. Bởi vì đây là tác dụng với Fe3 cộng cơ mà. Tác dụng với Fe3 cộng mà các em. Thì khi mà phản ứng với lại Fe3 cộng thì Cu, Ni, Mg đều tác dụng nhá. Nhưng tác dụng dung dịch nên Ba cũng tác dụng với dung dịch. Tại vì là Ba tác dụng với lại nước. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án D. Rồi. Chia buồn với những bạn không chọn D. Một lần sai là một lần nhớ. Sai một lần nhớ cả đời. Câu 9 ạ. Sao phong hóa STX có công thức phân tử là C3SO2. Sa phong hóa STX có công thức phân tử C3SO2. Bằng dịch NaOH dư thu được muối Y và anco Z. Thu được muối Y và anco Z. Số nguyên tử của Z gấp đôi Y. À, vậy nó chỉ có thể là HCOO CH5. Thì muối Y chúng ta là muối gì? HCOONa. Anco Z là gì? C2H5OH. Đấy chưa? HCOCH5. Đáp án đúng là đáp án D.
nhá. Câu 10. Trong cùng một điều kiện, trong cùng một điều kiện, ion kim loại nào sau đây có tính ô xóa là yếu nhất? Trong cùng một điều kiện, ion kim loại nào sau đây có tính ô xóa là yếu nhất? Vậy thì cái thằng kim loại của nó sẽ phải có tính khử mạnh nhất, đúng không? Khi vậy nó là K cộng. À, 11. Chất nào sau đây thuộc loại dipeptide? Chất nào sau đây thuộc loại dipeptide? Dipeptide là anh peptide được tạo bởi từ hai gốc alpha amino acid. Được chưa? Dipeptide là anh peptide được tạo bởi từ hai gốc alpha amino acid. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C, glyala nhá. C, glyala. 12 ạ. Số nguyên tử oxy trong một phân tử xác ạ. 12. Số nguyên tử oxy trong một phân tử xác. Xác là C12H22O11. Đấy. Xác là C12H22O11. Vậy số O trong này là 11 anh. Đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án B. Bỏ 11 anh các em nhá. 11 ạ. Câu 13. Hợp chất CH5NH3 thì có tên là gì? Thì may mắn ở đây là đề bài chỉ hỏi tên thôi, đúng không? Chứ đề bài nó mà hỏi là tên thay thế là gì là ối bạn toa. Thế nếu mà tên thì tên gốc chức cũng được, đúng không? Etin, metin, amin là đáp án chính xác nhất. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Câu 14 ạ. Hello Nguyễn Tuyết, hôm nay buổi đầu tiên mà Nguyễn Tuyết vào học với lớp mình đấy. Chào Tuyết nhá. Khẩn trương các em ạ, hôm nay mình luyện phản xạ mà. Luyện phản xạ nên là các bạn phải comment làm sao mà nhanh hơn cả thầy. Câu 14. Thủy phân hoàn toàn triolin thì công thức của triolin là C17H33COO tất cả 3 lần C3H5. Được chưa? Thì nó sẽ, thì mình sẽ ra là gì ạ? Muối chúng ta là gì ạ? C17H33COK C. Câu 15 ạ. Câu 15. Polyacrylonitrile. Polyacrylonitrile tơ ô lông được điều chế trực tiếp từ monomer nào sau đây? Thì đi từ gì ạ? Vinyl cyanua. Đúng không? Vinyl cyanua, đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. 15. Đáp án A. Câu 16 ạ. Cho các polymer sau, số polymer được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. Polymer được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. Anh nào, những anh nào? Bao nhiêu anh ạ? Polybutadiene là 1, metinmet acrylat là 2, acrylonitrile là 3. Đúng chưa? 3 anh. Nylon 6,6 là trùng ngưng các em nhá. Nylon 6,6 là trùng ngưng. Vậy câu 16 của chúng ta đáp án chính xác đó là đáp án A. Luyện phản xạ hóa học. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như comment đáp án nhá. Việc còn các em comment đáp án cũng như chia sẻ buổi học này, đấy là một nguồn động lực để thầy có thể liên tục live stream hướng dẫn các em học vào những ngày tiếp theo từ hôm nay cho đến hôm các em thi. 017. 9.000 ft. Mình nhìn thấy số bon CO2 bằng số bon nước rồi, đúng không? Nên chắc chắn ST chúng ta là ethanol được ạ. CnH2NO2 cộng O2 thì ra được CO2 và H2O. Mình bảo toàn nguyên tố oxy. Được chưa? Mình có 2 lần số mol este cộng 2 lần số mol O2 bằng 2 lần số mol CO2 cộng 1 lần số mol H2O. Và từ đó mình sẽ tìm được số mol O2. Ok không? Từ đó mình sẽ tìm được số mol O2. Máy tính đâu rồi? Đợi thầy tí thì xem cái máy tính đâu rồi. Đấy. Mình bảo toàn nhá. Nguyên tố O2 nhá. Nguyên tố O ta sẽ có này. À đâu? Ừ. Hai lần này. Thứ hai là mình bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng ạ. Bảo toàn khối lượng thì mình sẽ có là M của O2 bằng M của CO2 cộng M của H2O trừ đi M của este. Được không ạ? Vậy ta có này MCO2 này 0,3 nhân 44 cộng H2O là 0,3 nhân 18
trừ M của ST là 9 bằng, ok chưa, chia 32 là ra được số mol O2 0,3 mol. Vậy cuối cùng ta tìm được số mol ST, cuối cùng ta tìm được số mol ST bằng 2 lần số mol CO2 cộng 1 lần số mol nước trừ đi 2 lần số mol O2, 2 nhân 0,3 bằng chia 2 bằng 0,15. Số mol ST bằng 0,15. Vậy từ đó ta sẽ xác định được phân tử khối của ST bằng 9 chia 0,15. Được chưa? 9 chia 0,15 bằng 60. 60 thì chỉ có thể là ST nào các em nhỉ? 60 thì chỉ có thể là ST nào? 60 thì nó chỉ có thể là HCOOCH3, hay công thức của nó là C2H4O2. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Câu 18 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Nào các bạn cùng chọn cho thầy Minh xem là phát biểu nào sau đây là đúng. Trong bóng người. Ui thế á? Câu này mà gặp được nhiều đối thủ á? Căng nhờ. Căng nhờ. 18 ạ. Trong máu người, một lượng nhỏ glucose hầu như không đổi, khoảng 1%. 18 này là sai rồi. A sai. Glucose khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit, sai tiếp. Oxy hóa glucose bằng H2 thu được sorbitol. Sai, phải khử chứ đúng không? Cellulose có cấu tạo mạch không phân nhánh. Cellulose có cấu tạo mạch không phân nhánh. Vậy nó chỉ có thể là D mà thôi. Đúng không? Cellulose thì chắc chắn là không phân nhánh rồi. Chia buồn với tất cả các bạn đã chọn đáp án A. Thấy nhiều bạn chọn A lắm. Đúng không? Luyện phản xạ là đây ạ. Đáp án chính xác ta chỉ là đáp án D. Ok nha. Sai một lần nhớ cả đời. Phải sai nhiều lần vào để đi thi mình không bị sai nữa. Đúng không ạ? Đấy, đấy là lý do tại sao thầy thúc giục các em là phải comment thật nhanh. Câu 19. M gam 1 tác dụng với AgNO3 dư Fe cộng với 3 cộng dư, thì chắc chắn Fe chúng ta lên Fe dương 3 cộng với Ag. Được chưa? 3. Số mol của Ag 48,6. Chia cho 108. 48,6 chia 108 bằng 0,45 mol. 0,45 mol. Ok chưa? 0,45 mol, vậy ngay lập tức mình sẽ suy được số mol Fe. 0,15 nhá. Số mol Fe là 0,15. Vậy ta sẽ có khối lượng 0,15 nhân 56 bằng bao nhiêu đây? 8,4. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, 8,4 gam. 19. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A em nhé. A 19 này. 20 này. Chất nào sau đây là chất điện ly yếu ạ? 20. Chất nào sau đây là chất điện ly yếu ạ? Thì ta có chất điện ly yếu là cái chất mà làm sao? Acid yếu, đúng không? Vậy nó chỉ có thể là A thôi. 21. Chất nào sau đây trùng hợp tạo thành PVC? 21 ạ. Chất nào sau đây trùng hợp tạo ra PVC? Thì tạo ra PVC thì nó phải đi từ gì ạ? Vinin, vinin, clorua. Đó đúng đáp án A. Ô câu này 22 này đang bị mất rồi. 22 đang bị mất rồi. Các bạn đợi thầy tiệm. 22 đang bị mất rồi. À, chưa loát lên được. À đây rồi, 22 rồi. Kim loại nào sau đây cứng nhất? Kim loại cứng nhất của chúng ta là gì ạ? Crude đúng không? Trái tim của crude. CR nhá, đừng chọn CU nhá. Lạc lắm. CR nhá. 23.
Etin format bị thủy phân trong NaOH thu được muối nào sau đây? Etin format HCOO C2H5. Được chưa? Bị thủy phân trong dịch NaOH thì thu được muối là HCONa. Đáp án chính xác của chúng ta 23 là đáp án A. 24, ST này thì có tên gọi là gì? Dễ quá. Đúng là luyện phản xạ có khác, toàn câu dễ ạ. Metin acetat nhé. Đáp án chính xác là đáp án B. 25 ạ. 25 ạ. Trong công nghiệp 25. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy? Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy? Thì điện phân nóng chảy thì nó chuyên sử dụng để điều chế cho các cái anh kim loại mà nó có tính gì ạ? Tính khử mạnh. Vậy ở đây điện phân nóng chảy là điện phân nóng chảy Mg. Đáp án chính xác chúng ta đáp án D. 25 đáp án D kèm nhá. 25 đáp án D ạ. 26 nào. Tripalmitin có công thức là gì ạ? Khẩn trước. Tripalmitin ạ. C15H31 CO tất cả 3 lần C35. Đáp án C. 27 ạ. Hóa chất nào sau đây được làm mềm nước cứng tạm thời? Bạn chú ý nhá, cái cách thức để chúng ta dạy sớm học bài như sau. Chúng ta phải dạy từ 5 giờ sáng và chúng ta đọc sách giáo khoa. Nhưng nếu như vậy thì mỗi buổi sáng mình chỉ đọc được một cuốn sách thôi, à, đọc được một chương thôi, được chưa? Sau đó 5 giờ 15, 5 giờ 20 bật Facebook lên và luyện não cùng thầy. Chúng ta luyện như vậy liên tục 30 ngày thì chắc chắn điểm thi của các em sẽ khác biệt. Và chắc chắn 100% thì mình chắc chắn rằng là các em sẽ không bao giờ bị sai ngu nữa, đúng không? Và những cái bạn mà đã học cùng thầy đến ngày hôm nay là ngày thứ 11 thì bạn đã bắt đầu cảm giác thấy sự thay đổi khi chúng ta làm những cái câu dễ rồi. Câu 27 ạ. Hóa chất nào sau đây có thể dùng làm mềm nước cứng tạm thời? Thì đó là N2CO3. N2CO3 có thể làm mềm mọi loại nước cứng, đúng không? N2CO3 làm mềm mọi loại nước cứng đi các em nhá. Câu 28, thủy tinh hữu cơ plexiglass, đúng không? Plexiglass vậy nó là polymethyl mesacrylate. Đáp án chính xác đáp án B bỏ. 29. Thí nghiệm hát NO3 sinh ra khí độc NO2. Để hạn chế khí NO2 thoát ra từ ống nghiệm, biện pháp hiệu quả nhất là nút ống nghiệm bằng gì? Thì NO2 là oxit acid. Được chưa? NO2 là oxit acid. Ok chưa? Vậy thì nút ống nghiệm bằng một cái thằng nào đó mà nó tác dụng được với oxit acid. Thế thì để mà tác dụng được với oxit acid ấy thì nó chỉ có thể là bông tẩm nước vôi. Ok nhá, đáp án C. 30. Kim loại phản ứng với H4 loãng là? Kim loại phản ứng được với H2SO4 loãng là? Nào, kim loại nào mà phản ứng được với H2SO4 loãng? Ag0, Au0, Cu0, đúng không? Vậy chúng ta chỉ có anh kim loại nào thôi. Al. Al thì ăn H4 loãng, đáp án đúng đáp án D. 31. Khí X là chất khí không màu, không mùi và hơi nhẹ hơn không khí. Khí X được dùng làm chất khử trong ngành công nghiệp luyện kim. Mặt khác, khí X có khả năng gây ngộ độc khi đốt cháy than củi trong điều kiện thiếu oxy. Than củi là C. Trong điều kiện thiếu oxy, vậy khí X chúng ta chỉ có thể là gì? Ngộ độc nhá. Vậy thì nó chỉ có thể là D thôi. Đừng bạn nào chọn 31A nhá, nhỏ lắm. 32 nào. Chất nào sau đây là đường mía? Đường mía là anh nào nhỉ? Đường mía là anh nào các em nhỉ? Saccharose. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án B. 33. Ở điều kiện thường ạ, anh kim loại nào sau đây không tác dụng H2O? 33. Ở điều kiện thường ạ, anh kim loại nào sau đây không tác dụng H2O? Không tác dụng nhá. Cu đúng không? Còn lại kali, bari, nari, natri đều tác dụng H2O để tạo thành dung dịch kiềm cộng H2. 34 này. Amin bậc 2 này. Đừng có bao giờ khi mà đi thi, điều kiện tiên quyết để đạt được điểm cao là mình không bao giờ bị sai những câu dễ. Hello Long Hoàng. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 2? C đúng không? CH3NHCA5. 35. Chất nào sau đây là polysaccharide? Cellulose. D. 36. 36 ạ. 36 các bạn chọn đáp án nào nào? 36 nào. Hello Phương Linh. Phương Linh đợt này có huy hiệu fan cứng rồi nha. Xịn đấy. Trần Thắm cũng có huy hiệu fan cứng rồi. Ngon quá đi. Chuẩn bị đón chờ món quà đặc biệt của thầy Minh dành tặng cho fan cứng nhá. Hơi bị xịn luôn.
Trong số các kim loại sau, kim loại có tính khử mạnh nhất đó là gì? Đó là K. A. 37 amino acid thì có tên gọi là gì ạ? Glycin. A. 38 quặng bôxit được sử dụng để sản xuất kim loại nào sau đây? Quặng bôxit. Bôxit là Al2O3 đấy. Mới được sử dụng để sản xuất kim loại Al. Đáp án A. 39. À, 39 nào. Thủy phân peptide. Thủy phân peptide này thì ta sẽ thu được tối đa bao nhiêu dipeptide, lưu ý là khác nhau. Lại còn phải chứa gly. Đã khác nhau còn chứa gly. Glyala 1. Thằng này glyala này. Phê gly là 2. Hết. Khác nhau nhưng yêu cầu phải chứa gly thôi mà. Vậy ta chỉ có glyala và phê gly thôi. Đúng không ạ? Ui dồi, 39 các bạn chọn gì mà chọn đến tận 4. Khác nhau nhưng phải chứa cả gly mà. Ta chỉ có 2 thôi. Nhá. Căng chưa? Căng chưa? Úi dồi, lòng ơi, nhục chưa em ơi? Úi dồi ôi, Thùy Duyên sai nè. Úi dồi, căng đét. Ô bạn Quỳnh Quỳnh Như comment đúng rất tốt, Vũ viết tài tỉnh đấy. Thùy Quang Minh Nguyễn rất tốt, không bị thầy lừa. Tuyên dương tất cả các bạn, 39 chọn D nhá, không bị thầy lừa. Hạnh phúc nhỉ. Làm câu 39 này hạnh phúc. Được chưa? Gliva lấy ở đâu? Làm gì có Gliva? Mắt lé ở Đức Anh. Liền thôi chứ. 40 nào. Hỗn hợp glucose 27 gram, glu 1 glu ra được 2 bảng. Vậy ta sẽ có này, số mol glu là 27/180, 0,15. Vậy thu được 2 bảng, nó sẽ là 0,3. 0,3 mol Ag, vậy 0,3 mà nhân với 108 thì bằng 32,4. Đáp án đúng đáp án C nhá. Ok chưa? Đáp án C, 40 đáp án C. 41. Một số cơ sở sản xuất thực phẩm thiếu lương tâm dùng phormon, công thức khoa học của formaldehyde là HCLO. Đáp án chính xác của chúng ta đáp án C. Ôi, lag quá, các bạn đợi xíu. Cái này lag là do phần mềm. Hơi bị lag luôn. 42 này. Dung dịch không có phản ứng màu bí ổ rệ. Nào, dung dịch nào trong dung dịch sau đây không có phản ứng màu bí ổ rệ? Thế mình rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cái buổi học sáng sớm luyện não cùng thầy Bình. Rất mong muốn là tất cả các bạn và các em có thể chia sẻ buổi học này lại và tag cho thầy Bình tất cả bạn của em vào đây, bởi vì đây là buổi học free. Formaldehyde. Formal nhá. C ạ. 42. Dung dịch không có phản ứng màu bí ổ rệ. Dung dịch nào sau đây không có phản ứng màu bí ổ rệ? Nào, phản ứng màu bí ổ rệ. Bạn nào muốn lấy file đề thì các bạn lên trên fanpage nhé. Fanpage của thầy đăng đề liên tục hàng ngày. Không phản ứng màu bí ổ rệ. Bỏ Gliva đi. Đúng chưa? À, không phản ứng màu bí ổ rệ là Gliva. Còn A, C, B thì đều có bí ổ rệ hết. 43. Mgametinacetat. CH3COO CH3 bằng dung dịch NaOH đun nóng thì ta thu được muối CH3COONa. Được chưa? Cộng CH3OH thì muối chúng ta là CH3COONa. 8,2 gram muối và mình sẽ tìm được khối lượng. Nó bằng số mol nó là 0,1. Vậy suy ra này là 0,1. 0,1 vậy hoàn toàn mình sẽ tìm được khối lượng của metinacetat là 0,1 x 74 bằng C, 74 gram, 7,4 gram. Ok không ạ? 43 đáp án C. 44 nào. 44 nào. Khẩn trương nào các em, comment nhanh lên, các bạn phải nhanh hơn thầy. 0,2 mol acid glutamic. Thì acid glutamic thì có một nhóm là ai? Hai nhóm COH. Phản ứng dung dịch HCl dư thì có 1 gram muối. Vậy mình sẽ có này, một acid glu thì sẽ ăn với một HCl thu được muối. Số mol của acid glu là 0,2 và số mol HCl là 0,2. Vậy ta sẽ có m muối bằng m của acid glu cộng với m của HCl.
M của axit glu nó sẽ là bao nhiêu? 147 nhân 0,2 cộng nó sẽ là 0,2 nhân 36,5. Ấm chưa? Ấm chặt luôn nhỉ. 147. 147. 147 nhân với 0,2 cộng với 0,2 nhân 36,5 bằng 36,7. Đáp án chính xác là đáp án C. 45 ạ. Có bao nhiêu tơ? Có bao nhiêu tơ tổng hợp? Tơ tổng hợp nhá. Tơ tổng hợp là chúng ta bỏ những cái bọn mà thiên nhiên và bọn bán tổng hợp. Vậy là ta bỏ visco. Carbon là 1, nilon là 2, nilon 6 và 6 là 3. D, 3 chọc. D, 3 chọc. 46. Thí nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra mòn hóa học? Thí nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra mòn hóa học? ZnH4 loãng là chỉ xảy ra mòn hóa học. Đáp án A luôn. Ấm luôn. 47 ạ. Luyện não sáng sớm, bây giờ đi luyện mấy câu bài tập. Bây giờ đến lúc luyện bài tập đây. Đây là luyện não, và những các em muốn đạt được điểm cao chúng ta phải làm đúng những câu bài tập này. Đốt cháy hết một lượng kim loại Mg. Một lượng kim loại Mg. Trong O2 dư ta thu được MgO số mol 0,1. Vậy số mol O2 là 0,1 nhân 1 chia 2 bằng 0,05. 0,05 mà nhân 2,4 thì bằng 1,12 lít. Đáp án đúng là đáp án B. 48 ạ. 48 thì mình có một cái điều dặn dò các em là với trong cái bài tập mà cháy bọn carbohydrate glu và fructose thì mình coi như nó là gồm C và H2O. Đốt cháy trong O2 chúng ta sẽ xác định được số mol O2 nhá. Chúng ta sẽ xác định được số mol O2 của chúng ta. Số mol O2 của chúng ta thì bằng bao nhiêu đấy? Bằng bao nhiêu đấy? 37,632. 37,632 chia 22,4 bằng 1,68. 1,68 mol O2. Thu được CO2 H2O. Ta sẽ có số mol C bằng số mol O2 bằng số mol CO2 bằng 1,68. Bây giờ vào CaO2 lần dư thì chắc chắn mình sẽ thu được kết tủa CaCO3 1,68 mol. Vậy mình sẽ tìm được khối lượng kết tủa là bằng 168. Đáp án C. 48 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C các em nhá. Tuyên dương tất cả các bạn đã chọn được 48 C. Đã vượt rào qua cái câu này. Câu 49 à. 49 à. Bây giờ chúng ta đã giải rất nhanh, tốc độ giải còn nhanh hơn nữa, chúng ta còn phải giải tốc độ nhanh hơn nữa các em nhá. 49 à. Khẳng định nào sau đây là không đúng ạ? Khẳng định nào sau đây là không đúng? Đâu, file ở trên fanpage mà. Fanpage ngày nào chả đăng. Fanpage ngày nào cũng đăng mà. Đây, luyện phản xạ hóa học này, 14 giờ trước này. Đăng vào lúc 15 giờ, các bạn phải đặt follow, theo dõi xem trước fanpage nhá. Lúc nào anh trợ giảng, anh Bùi Đức Anh cũng đăng vào lúc 15 giờ hàng ngày trên fanpage của thầy. Thầy Minh Myelin Hóa Học các em nhé. Fanpage thầy Minh Myelin Hóa Học. 49 khẳng định nào sau đây là không đúng? Khẳng định nào sau đây không đúng? Trong các kim loại, Au là kim loại có tính dẻo nhất. Đúng. Các kim loại nhôm, crom, Cu đều điều chế bằng pháp nhiệt luyện. Sai, Al không thể. Sai là B, Cr kim loại cứng nhất là đúng. Li kim loại có lượng riêng nhỏ nhất là đúng. 50. Chất nào sau đây không phải là chất điện ly? 50. Chất nào sau đây không phải là chất điện ly? Thì ta có NaOH là điện ly rồi, axit điện ly rồi, MgCl2 điện ly rồi, vậy không phải chất điện ly là C. 51. Trong phân tử chất nào sau đây chứa hai nhóm amino? Nào. 51. Trong phân tử chất nào sau đây chứa hai nhóm amino là hai nhóm NH2 nhá. Hai nhóm NH2 thì axit glutamic không, sắt không, alanin không, lysine mới chứa hai nhóm NH2. 52. Để khử hoàn toàn 16 gam Fe2O3. Fe2O3 số mol là 16 chia 160 0,1. Cần tối thiểu V lít khí CO, cân bằng phương trình cũng được. Fe cộng với lại CO2 3. Được chưa? Vậy một anh này là ăn 0,3. 0,3 mà nhân với lại 2,4.
0,3 và nhân với 2,4 thì bằng 6,72. Đáp án đúng là đáp án C. Năm ba, đốt cháy hoàn toàn m gam glycine, H2N CH2 COOH, được chưa? Hay công thức phân tử của nó là C2H5NO2. Đốt cháy nó thì ta thu được hỗn hợp gồm N2H2O CO2. Số mol CO2 là 4,48 chia cho 2,4 bằng 0,2 mol. Vậy bảo toàn C 0,2 chia 2 bằng 0,1. Vậy ta tìm được khối lượng của glycine là 0,1 mà nhân 75 thì bằng 7,5. Nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. 54. Trường hợp nào sau đây xảy ra mòn điện hóa? 54. Trường hợp nào sau đây? Sao 52 có đủ đâu? 52 giải được mà. Sao lại có đủ đâu nhỉ? Từ số mol của F2O3 mình sẽ tìm ra được số mol của CO. 0,1 nhân với 3 bằng 0,3. 0,3 nhân 2,4 bằng 6,72 mà các em. Chết. 54 ạ. Phản xạ nhanh nào. Phản xạ nhanh nào. Trường hợp nào sau đây xảy ra mòn điện hóa? ZN nhúng vào dung dịch COS4. Đúng chính xác luôn. Hai điện cực khác nhau mặt bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau. 55 ạ. 8,24 gam amino acid X phân tử của một nhóm COH1 nhóm NH2. Phản ứng HCl dư thì thu được muối. Vậy ở đây mình sẽ có bảo toàn khối lượng. Ta có M muối thì bằng M amino acid cộng với M HCl. Ta sẽ có số mol HCl bằng 11,16 trừ đi 8,24 chia 36,5. Và tới đây chúng ta sẽ tìm được số mol HCl. Các bạn bấm máy tính giúp thầy Minh nhá. Số mol HCl bằng bao nhiêu? Được chưa? Nào. Được không ạ? Ta sẽ có ạ. Các bạn bấm máy tính của thầy ạ. Nào, số mol HCl bằng bao nhiêu? Số mol HCl bằng bao nhiêu? Các bạn bảo là phải cân bằng đủ. Đúng rồi, nhưng mà ở đây chúng ta đang luyện phản xạ. Nên phản xạ thì bây giờ phải điền 3 ở đây chứ. Nhưng mà bạn nào cũng biết điều đấy rồi. Chúng ta luyện phản xạ cho nhanh. Phải giải làm sao thật nhanh. Mục tiêu thế mà phải chính xác. Khổ quá. Tiếp tục nhá. Không phải bao nhiêu, 0,08 à. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được phân tử khối amino acid X. Phân tử khối của X bằng 8,24 chia cho 0,08. 8,24 chia 0,08. 8,24 chia 0,08 bằng 103. 103. 103 giờ mình bấm máy tính thôi. Đúng không? Mình bấm máy tính là mình biết là anh nào. 55 đáp án gì ạ? 103, 55 đáp án gì các em? À, 55 đáp án A. Chúng ta bấm máy tính chúng ta thấy rằng là đáp án A đáp án 103 đấy, không thì bấm thử. NH2 là 16 cộng C3H6 là 12 nhân 3 cộng 6 cộng COH là 45 bằng 103. Ok chưa? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. 56 ạ, tiến hành các thí nghiệm sau. Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là? Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là? Anh MG nhưng đây là vàng FeS3 cộng dư nên không được. Ý B sục Cl2 vào FeCl2 thu được FeCl3, làm sao thu được kim loại? Bỏ tiếp. H2 dư có bột CuO đun nóng thì thu được Cu. Một cháo. Na vào CuS4 dư thì mình chỉ thu được kết tủa Cu 2 lần thôi, không thu được tiếp. Nhiệt phân AgNO3 thu được Ag cộng NO2 cộng O2. Đúng. Điện phân dung dịch COS4 với điện cực trơ thì mình thu được Cu. Đúng tiếp. Và mình sẽ thu được số điện thu được kim loại, mình sẽ thu được 3 anh. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. 3. Ngon nhá. Tiếp tục sang mấy câu này với lát. 57 nào. 57 các bạn chọn đáp án gì? 57 nào. Khẩn chưa? Số phát biểu đúng là thủy phân hoàn toàn, cellulose hay tinh bột đều thu được glucose. Chính xác. Thủy phân hoàn toàn các triglycerid thì ta luôn luôn thu được glycerol. Chính xác. Tơ polyamid thì kém bền trong dịch axit và dùi kiềm. Đúng rồi, nó dễ bị thủy phân. Chính xác. Muối mononatri glutamate thì được ứng dụng làm mì chính và bột ngọt. Chính xác tiếp. Sắt có phản ứng trắng bạc. Sai lè luôn.
Vậy ta có A, B, C, D, 4 nhận định đúng nha. 4 nhận định đúng. Vậy 57 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B bỏ. 58 à? 58 à? 58 các bạn chọn đáp án gì ạ? 58 ạ. 58 các bạn chọn đáp án gì? Thực hiện các thí nghiệm sau ở nhiệt độ thường. Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng. Al và dung dịch đá mắt là 1, đúng. Bột Fe và Ag2O3 là 2, đúng. Mg vào nước không xảy ra phản ứng. Na2CO3 vào CaCl2 là 3, đúng. Vậy ta sẽ có 3 nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C, 3. Được không ạ? Nhiệt độ thường mà. Tài toang à? Long toang à? Al tan trong NaOH này. Fe tác dụng với 3 cộng này. Na2CO3 tác dụng được với CaCl2 này. Đúng chưa? Mg vào nước, MgO làm sao tan trong nước được? MgO là oxit, anh này là không tan trong nước nhé. Tương tự như CaO ấy. MgO và CaO tương tự như nhau, không tan trong nước. Đấy, hôm nay các tấm chiếu mới là đã biết được nhá. Chia buồn với lại Long Hoàng. Chia buồn với Long Hoàng. Đúng không? Quá buồn cho em. Long Hoàng chọn A này. Chia buồn với Tài. Quá buồn cho em nhá. Rồi tiếp tục 59 ạ. Cho phát biểu sau, số phát biểu đúng là. Đấy, luyện não sáng sớm. Bây giờ chúng ta phải luyện phản xạ. Luyện phản xạ căng đấy. Gạch cua nổi lên khi nấu niêu cua luyện tượng đông tụ protein. Đúng. Cao su bunan có tính chống dầu khá cao. Wow, wow, wow. Câu này hay chưa? Câu này các bạn chọn gì ạ? Cao su bunan có tính chống dầu khá cao. Đúng không? Đúng. Ngày nay người ta sử dụng một số dầu thực vật làm nhiên liệu cho động cơ diesel. Chính xác. Trong công nghiệp cồn có thể sản xuất từ phế phẩm nông thôn như rơm rạ. Trong công nghiệp cồn có thể được sản xuất từ phế phẩm nông thôn như rơm rạ. Chính xác. Vì là rơm rạ là cellulose mà, lên men được, tạo thành CO2 được. Kinh không? Mấy câu hôm nay sáng nay hay không? Cellulose triacetate là một loại chất dẻo dễ kéo thành sợi. Sai. Đúng chưa? Sai lè luôn. Bởi vì cellulose triacetate nó là gì ạ? Nó không phải là chất dẻo không? Nó không phải chất dẻo. Còn lại dễ kéo thành tơ sợi thì được. Đúng không? Nhưng nó không phải chất dẻo. Thực hiện phản ứng trùng ngưng các amino acid thì đều thu được peptide. Trùng ngưng các amino acid đều thu được peptide là sai. Tại vì gì ạ? Phải trùng ngưng các alpha amino acid thì mình mới thu được peptide. Ok chưa? Vậy 59 của chúng ta sẽ có bao nhiêu phát biểu đúng? 59 của chúng ta sẽ có bao nhiêu phát biểu đúng? Úi dồi, úi dồi. Toàn chưa? A này gạch cua một. A là đúng này, gạch cua nổi lên khi nấu niêu cua, hiện tượng đông tụ protein này. Cao su bunan tính chống dầu khá cao này. Đấy chưa? Ngày nay người ta sử dụng một số dầu thực vật làm nhiên liệu động cơ diesel này. Trong công nghiệp cồn nó để sản xuất từ phế phẩm nông thôn. Vậy chúng ta sẽ có 4 nhận định đúng các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. Ẩu là toàn. Câu 60, câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay. Một câu thực tế luôn. Dietin phthalate được dùng là thuốc điều trị bệnh ghẻ. Đấy, bạn nào bị ghẻ thì nhớ chất này nhá. Giảm triệu chứng sưng tấy ở vùng da bị côn trùng tra cắn. Công thức cấu tạo DEP ST2 trước mình viết lại anh này nhé. C6H4 này, COO này, CH2 này, CH3 này, COO này, CH2 này, CH3 này. ST2 trước. Đây đúng hai trước rồi. Chính xác. 10 nguyên tử carbon trong phân tử. 10 nguyên tử carbon trong phân tử. 6 cộng với lại 3 là 9, cộng 3 nữa là 12, sai. Hợp chất tạp chức sai, đây là đa chức. Tạo từ ancol hai chức là sai, ancol đơn chức CH5OH. Vậy 60 đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Được chưa? Ok chưa? Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Ấm nha các em nha.
Trên đây thầy mình vừa mới chiến đấu cùng các em cái đề đầu tiên trong chuỗi luyện phản xạ hóa học. Trong chuỗi sáng sớm luyện não, và luyện não sáng sớm chúng ta đã được 11 buổi rồi. Úi giời, Khánh Minh bây giờ mới vào làm, chắc bây giờ mới dậy. Rồi, rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học này của thầy Minh. Hẹn gặp lại các em vào buổi sáng ngày mai. Chúc tất cả các bạn và các em một buổi sáng vui vẻ. Bye bye, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại nhá. Hẹn gặp lại vào sáng mai. Bye bye, chào tạm biệt các em.